Chào mừng các bé đến với kênh Cổ Tích Cho Con. Ngày hôm nay, mẹ Tin sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện cổ tích Chiếc Hộp Sắt Biết Nói. Hồi ấy, có một hoàng tử bị một mụ phù thủy bắt cóc, đem nhốt trong một chiếc lò sưởi. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng chưa có ai đến giải thoát cho chàng. Có một công chúa ở nước kia đi chơi rừng, mãi ngắm cỏ cây bên đường, nàng bị lạc lúc nào không hay. Đã 9 ngày rồi, nàng đi lang thang trong rừng sâu. Đến ngày thứ 9, nàng đến trước một người hộp bằng sắt. Vừa mới tới bên thì có tiếng người vọng ra: nàng ở đâu tới đây và nàng muốn đi đâu nữa? Công chúa đáp: tôi lạc rừng tới đây và giờ không biết đường về nhà nữa. Lại có tiếng người vọng ra từ chiếc hộp bằng sắt, đó chính là chiếc lò sưởi của mụ phù thủy. Chỉ trong nháy mắt, nàng sẽ về tới nhà, tôi sẽ đưa nàng về, nhưng nàng phải ký sao kèo, làm tất cả mọi điều tôi nói. Tôi chính là hoàng tử của một nước lớn và muốn kết duyên trăm năm cùng nàng. Nàng bàng hoàng cả người, bụng nghĩ: lạy chúa, tôi biết sống sao với chiếc hộp bằng sắt kia. Nàng rất mong muốn được trở về nhà, sống bên vua cha, nên đã nhận lời làm tất cả những gì nó muốn. Rồi có tiếng nói tiếp: khi trở lại đây, nàng nhớ mang theo một con dao và khoét một lỗ ở hộp sắt. Rồi có người đưa nàng về nhà, người đó đi bên cạnh nàng nhưng chẳng hề nói một tiếng nào. 2 tiếng đồng hồ sau thì nàng về tới hoàng cung. Cả hoàng cung vui nhộn hẳn lên khi thấy công chúa trở về. Nhà vua hết sức vui mừng, chạy ra ôm con gái với nét mặt buồn rầu. Công chúa nói: thưa cha kính yêu, con bị lạc trong rừng sâu. Có lẽ không bao giờ con ra được khỏi khu rừng rậm hoang vu ấy. Nếu con không gặp một chiếc hộp bằng sắt, nhưng nó cho người dẫn đường đưa con về nhà, và chính con có hứa là sẽ quay lại nơi ấy để giải thoát cho chiếc hộp sắt ấy và lấy nó. Nghe nói vậy, nhà vua bàng hoàng cả người, làm như muốn ngất xỉu vì công chúa là đứa con duy nhất. Bàn đi tính lại, nhà vua chuyển cho người đi thay thế công chúa. Có cô con gái nhà xay lúa cầm chiếc dao đi thay công chúa. Cô lấy dao đâm vào chiếc hộp sắt, đã 24 tiếng mà chiếc hộp vẫn uy nguyên, không hề sứt mẻ gì. Khi trời vừa hửng sáng thì từ trong hộp sắt có tiếng nói vọng ra: tôi thấy hình như trời lại hửng sáng rồi thì phải. Cô gái nói: hình như tôi nghe thấy có tiếng cối xay gió chạy. À, té ra cô là con gái ông thợ xay, thế thì có thể đi ngay được đấy, gọi công chúa tới đây. Cô con gái nhà xay quay trở lại tâu với nhà vua rằng hộp sắt không ưng cô mà chỉ ưng công chúa. Nghe vậy, nhà vua đâm ra lo sợ, còn công chúa chỉ biết ngồi than thân trách phận. Trong hoàng cung còn có một người đẹp hơn cô gái nhà xay lúa, đó là cô gái nhà nuôi heo. Nhà vua thưởng cho cô gái nhà nuôi heo 1 đồng tiền vàng và bảo cô đi thay cho công chúa. Cô gái đi tới nơi, ra sức thọc đâm những chiếc hộp sắt vẫn không hề sứt mẻ, lồi lõm. 24 tiếng đồng hồ trôi qua, bỗng từ trong hộp sắt có tiếng nói vọng ra: tôi thấy hình như trời lại hửng sáng rồi thì phải. Cô gái lại đáp: hình như tôi nghe thấy tiếng tù và của bố tôi. À, té ra cô là cô gái nuôi heo. Thế thì có thể đi về ngay được đấy, gọi công chúa tới đây. Nói với công chúa rằng nếu không giữ lời hứa thì hoàng cung sẽ bị sụp đổ, mọi thứ đều sẽ vỡ nát, một viên gạch lành cũng không có. Nghe tin đó, công chúa ngồi khóc nức nở, nhưng không thể làm gì khác được, công chúa đành phải giữ lời hứa. Nàng chào từ biệt vua cha, dắt theo mình một con dao, đi vào rừng nơi có chiếc hộp sắt. Tới nơi, công chúa ngồi gõ, sau 2 tiếng đồng hồ ngồi gõ, công chúa đã đục được một lỗ nhỏ. Nhìn qua lỗ đó, dưới ánh sáng lấp lánh của vàng và kim cương, công chúa nhìn thấy một người tí hon. Lòng công chúa bỗng thấy xốn sang, nàng tiếp tục gõ đục, lỗ thủng được mở rộng ra hơn trước. Một chàng trai bước ra và nói: chính nàng đã giải thoát cho ta, nàng là cô dâu chưa cưới của ta là của nàng. Chàng trai muốn đưa nàng về vương quốc của mình. Nàng nói muốn về thăm vua cha một lần nữa, chàng đồng ý với điều kiện của nàng, chỉ nói 3 câu rồi quay lại ngay. Về tới nhà mãi vui chuyện trò, nàng không nhớ tới lời dặn. Đợi một lát không thấy nàng quay trở lại, chàng trai tiếp tục lên đường. Chẳng mấy chốc, chàng đã đi qua núi Thủy Tinh, qua cả nơi có những thanh kiếm vung lên chém xuống liên tục.
Chuyện trò xong, công chúa đem theo một ít tiền để làm lộ phí. Vào chào từ biệt vua cha, nàng trở lại cánh rừng lớn để tìm người mình hẹn. Hộp sắt cũng như chàng trai nàng hẹn đều không thấy nữa. Nàng cứ đi như thế, 9 ngày liền, bụng đói cồn cào. Nàng đành leo lên cây ngổi, trời tối đen như mực. Nàng lo sợ bị thú dữ ăn thịt, nàng chỉ còn biết ngồi cầu mong trời nhanh sáng. Vào lúc nửa đêm, nàng nhìn thấy phía xa có ánh lửa, nàng nghĩ may ra thì mình thoát nạn. Nàng tụt xuống và thẳng hướng có ánh lửa mà đi. Nàng vừa đi, vừa lẩm bẩm cầu khấn. Cuối cùng, nàng tới trước cửa một căn nhà nhỏ, cỏ mọc đầy quanh nhà, trước nhà là một đống củi chất cao. Nàng nghĩ, giờ thì làm sao mà vào được trong nhà đây? Lại phía cửa sổ, nhìn vào trong nhà, nàng chỉ thấy một con rùa nhỏ nhưng béo mập, nhưng trên bàn bày toàn sơn hào hải vị đựng trong bát, đĩa bằng bạc. Nàng nín thở khẽ gõ cửa, con rùa cất tiếng gọi, chú mập tròn đâu, mau chân lên nào, ra mà mở cửa xem ai tới nhà. Một chú rùa lon ton ra mở cửa, mọi người đón tiếp nàng rất vui vẻ, hỏi nàng đủ thứ, cô từ đâu tới đây cô gái, cô còn định đi đâu nữa. Nàng kể cho mọi người nghe hết đầu đuôi câu chuyện, vì nàng không giữ đúng hẹn nên chiếc hộp sắt cùng hoàng tử đã biến mất. Nàng nói sẽ đi tới cùng trời tận đất, tìm cho tới khi gặp lại được chàng mới thôi. Nghe xong rùa mẹ nói, chú mập tròn cưng, mau chân lên nào, vào trong buồng ấy, lấy hộp ra đây. Rùa con lon ton chạy đi lấy hộp mang ra. Sau khi ăn uống no nê, rùa con chỉ cho nàng chiếc giường dành cho khách. Nàng lên giường và thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, khi nàng thức dậy, rùa mẹ lấy từ trong hộp ra 3 chiếc kim và dặn nàng nhớ mang theo người. Thế nào nàng cũng phải đi qua núi Thủy Tinh, đi qua chỗ có 3 chiếc kiếm luôn luôn vung lên chém xuống. Và cuối cùng là qua một con sông lớn, nếu nàng đi qua được những nơi đó, thế nào nàng cũng gặp lại được người thương. Trước khi chia tay, rùa mẹ đưa cho nàng thêm một lưỡi cày và 3 hạt sẻ, dặn nàng phải luôn chú ý tới 3 bảo vật, kim, lưỡi cày và hạt sẻ. Nàng lên đường, đi hoài đi mãi, nàng tới một ngọn núi Thủy Tinh, núi trơn tuồn tuột. Nhưng khi nàng cắm 3 chiếc kim kia vào mũi giày, thì nàng thấy mình như đang đi trên đất và đi qua núi Thủy Tinh một cách dễ dàng. Qua núi rồi, nàng cắm 3 chiếc kim kia vào thân cây bên đường và lại tiếp tục đi. Tới chỗ 3 thanh kiếm, nàng lấy lưỡi cày ra và trượt qua 3 chỗ thanh kiếm một cách dễ dàng. Cuối cùng, nàng tới bên bờ một con sông. Nàng đi đò qua sông. Ngay bên bờ sông là một tòa lâu đài lớn. Nàng tới hỏi xin làm người phục vụ, vì nàng biết rằng chính hoàng tử, người yêu của nàng, là chủ lâu đài này. Hoàng tử Đinh Ninh không bao giờ gặp lại người yêu cũ, nên đã ăn hỏi với người khác và đang chuẩn bị đồ cưới. Giờ đây, nàng là người hầu gái trong hoàng cung. Sau khi đã chu tất mọi công việc trong ngày và tắm rửa xong, nàng lấy một hạt sẻ ra cắn tính ăn. Nhưng bên trong không phải là nhân hạt sẻ, mà là một bộ đồ cưới tuyệt đẹp. Nghe tin cô hầu gái có bộ đồ cưới tuyệt đẹp, cô dâu tới xem và nói muốn mua lại. Người hầu gái nói mình không bán, nhưng sẵn sàng biếu cô dâu bộ đồ cưới nếu cô dâu cho phép người hầu gái ngủ ở trong phòng của chú rể. Nhìn bộ đồ cưới tuyệt đẹp kia, lòng cô dâu ao ước sao có được bộ đồ ấy. Cô nhận lời ngay, cô dâu nói với chú rể, đứa hầu gái điên rồ kia muốn đêm nay ngủ lại ở buồng chàng, chàng có ưng không? Chú rể đáp, nếu em bằng lòng thì anh cũng ưng thuận. Trước khi chia tay nhau đi ngủ, cô dâu mời chú rể uống một chén rượu có pha thuốc ngủ. Sau đó chú rể về buồng của mình và cho phép cô hầu gái vào phòng cùng. Hai người vào buồng, chàng ngủ say đến mức nàng không sao đánh thức dậy để trò chuyện, nàng thức suốt đêm trường than thở. Em đã giải thoát cho chàng khỏi rừng sâu, ra khỏi chiếc hộp sắt giam cầm. Em đã vượt qua núi Thủy Tinh, đi qua 3 lưỡi kiếm, vượt một con sông lớn để tìm chàng. Giờ đây ở bên chàng thì chàng lại chẳng hề nghe những điều em nói. Những người hầu ngủ ở bên ngoài buồng đều nghe rất rõ tiếng nàng than thở suốt đêm hôm trước. Hôm sau họ kể lại cho chủ của mình nghe. Tối hôm sau, cô gái cắn hột sẻ thứ hai. Khi hạt sẻ vỡ, hiện ra bên trong một bộ đồ lộng lẫy như bộ đồ cưới của cô dâu. Cô dâu nói xin mua lại, nhưng cô gái không bán, chỉ xin được ngủ ở trong phòng của chú rể đêm nữa.
Cô dâu đồng ý, nhưng trước đó đã cho chàng uống nước có pha thuốc ngủ. Vào trong buồng là chàng lăn ra ngủ ngay và ngủ say tới mức người lay chàng cũng không tỉnh dậy. Cô gái đầu bếp thức suốt đêm trường than thở: "Em đã giải thoát cho chàng khỏi rừng sâu, ra khỏi chiếc hộp sắt giam cầm. Em đã vượt núi thủy tinh, đi qua ba lưỡi kiếm, vượt một con sông lớn để tìm chàng. Giờ đây ở bên chàng thì chàng chẳng hề nghe những điều em nói." Những người hầu ngủ ở ngoài buồng đều nghe rất rõ tiếng than thở của nàng như đêm hôm trước. Hôm sau họ kể lại cho chủ của mình nghe. Tối thứ ba, cô gái đầu bếp lại cắn hạt dẻ thứ ba, một bộ đồ lộng lẫy thêu bằng chỉ vàng, nom óng ánh. Cô dâu lại muốn mua, nhưng cô gái chỉ yêu cầu cho ngủ đêm nữa ở trong buồng chú rể. Khi uống nước, hoàng tử đã để cho nước chảy ra ngoài. Khi chàng ngủ được một lúc thì nghe thấy tiếng than thở: "Chàng yêu quý, em đã giải thoát cho chàng khỏi rừng sâu, ra khỏi chiếc hộp sắt." Mới nghe tới đây, chàng đã bật dậy và nói: "Chính em mới là cô dâu thật, em mới là người mà ta yêu quý." Hoàng tử giấu quần áo của cô dâu giả kia, vội vã cùng người yêu mình ra xe ngựa và lên đường ngay trong đêm ấy. Tới bờ sông lớn, họ lên thuyền và trèo đò qua sông, rồi họ tới chỗ có ba thanh kiếm, vung lên chém xuống liên tục. Hai người ngồi lên chiếc lưỡi cày trượt qua, cuối cùng họ tới núi Thụy Tinh, họ cắm ba chiếc kim gài đầu xuống núi và đi qua núi an toàn. Khi họ vừa bước chân vào túp lều cũ, thì bỗng trước mặt họ hiện ra là một tòa lâu đài lớn, gia nhân ra vào tấp nập, họ hết sức vui mừng ra đón hai người. Đám cưới của họ được tổ chức trong lâu đài nguy nga này, sau đó họ đi đón vua cha về cùng ở, hoàng tử lên ngôi, trị vì cả hai nước. Các bé thân mến, câu chuyện đến đây là hết rồi. Chúc các bé ngủ ngon và có những giấc mơ thật đẹp. Hãy bấm like và đăng ký kênh để nghe những câu chuyện mới nhé.